hội nhóm du lịch xôn xao. Vào mùa lễ hội không đi chẳng lẽ để phí tuổi trẻ hay sao? Covid thì cũng còn đó, giờ gió bay được một chuyến vì đôi chân ta đang thèm đi đây đi đó. Vé không đồng, Vietjet có vé không đồng, bay là bay chất với không đồng, được chú xe hơi và vui lễ hội nào Vietjet thôi.